Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì Kiên đã có mặt ở đường Phan Huy Ích. Hôm nay thì Kiên đi ăn tối, nên là muốn chia sẻ với cả nhà một cái quán cơm, đó là cơm quán ăn gia đình Nguyễn Ký này. Ở đây thì chuyên bán các loại gọi là cái món ăn như là cơm gà xôi mỡ này, rất là nhiều món hoa Việt ở đây này. Quán này thì Kiên thấy là nó khá là rộng rãi và quán này là của người Hoa, nó cũng là bán những món ăn người Hoa và người Việt nhé. Ok, giờ thì Kiên sẽ đưa cả nhà đi sang đây xem ở đây thưởng thức những món ăn ở quán này nhé quý vị ơi. Quán này thì nó nằm ở số là 219 Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Thôi quý vị ơi, thì hôm nay Kiên đi ăn cũng hơi sớm nên là nó cũng đang hơi vắng nhá. Nhưng mà bình thường thì khách rất là đông. Chiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái chảo luôn đó. Khoảng 6 dưới 7 giờ thì mới đông được. Thì ở đây giờ thấy có cơm này. Cơm rồi cái này là có cơm chiên trứng trâu rồi cơm gà xôi mỡ. Đây này là cái gọi là chậu gà, đùi gà. Đây ở đây là cái menu này. Menu thì đây có cơm gà lúc lắc này, cánh gà chiên này, mực xào, ớt xanh, mực chiên giòn, bò bít tết. Cái quán cơm gà Nguyễn Ký này là có hệ thống luôn quý vị ơi. Rất là nhiều chi nhánh như là Phan Huy Ích này, Nguyễn Thị Tú này, Tô Ký này. Có 3 cái chi nhánh quý vị. Lần là có đông khách là chiên một lúc là 7 cái chảo nha quý vị. Đây là các món ăn Việt Hoa. Đây bán măng về. Khách đợi mua măng về đấy quý vị. Trời đang mưa rất là lớn nhá. Đây có mì xào này, bò xào lúc lắc, mì xào hải sản, thiếu hải sản, bò xào bông cải, cơm gà xây mỡ, nui xào, nói chung là rất là nhiều món.
Nay Kiên gọi một cái phần cơm gà xới mỡ đùi gà rất là bự nhé. Kiên đang chiên này. Phần này là bao nhiêu em nhỉ? Phần này nếu mà bán cho khách thì bao nhiêu? 40.000 một phần á. À 40.000. Cái đùi bự quá. Nhìn nó vàng vàng xíu ăn ngon. Đây là cái menu của quán này quý vị. Ở đây có nui này, có gọi là mực chiên này, mực xào này, bánh gà này. Tôm thì có tôm xào thập cẩm này, mì có mì gì, mì gói, bún gạo. Cái này là có cơm xào hải sản, cơm xào bò, cơm xào bò Thiên Lý này. Nói chung là giá thì từ 40 đến 50, à, bên này có 60 này, bò là 60 này, mì xào giòn này là 40 này, hủ tiếu 40. Nhân viên đây rất là đông quý vị ơi. Ở đây là 7 giờ là bắt đầu khách đông đúng không em? 7 giờ, 6 giờ, 7 giờ là khách đông. Là buổi trưa. À, buổi trưa không đông đâu. Buổi trưa là 1 giờ rưỡi đến 1 giờ. Hôm nay hai vợ chồng Kiên đi ở đây là mình gọi hai món, một món là cơm gà xới mỡ và một cái là mì xào giòn. Các cả nhà thấy là cái đĩa này phần này là 40.000 mà cái đĩa rất là bự nhá, 40.000 một phần, mình thấy là chất lượng. Rồi Kiên mời cả nhà ăn tối nhá. Thank you.
cái đùi gà bự chà bá nữa. Đây gà bự chà bá làm gì đấy, được không? Phần này mà có 40.000 nữa. Ồ, đây mình sẽ gọi gì, một cái phần bò xào đúng không? Bò xào lúc lắc. Bò xào lúc lắc đây quý vị ơi, bò xào lúc lắc. Phần này là bao nhiêu em? Phần đó là 60.000. À, bò xào thì mắc hơn, 60.000 một phần nha quý vị. Đây là bò xào lúc lắc nhá. Hai vợ chồng ăn cái này thì không hết luôn á. Cơm ở đây chiên không có vàng nhưng có hết nè. À, không vàng nhưng mà nhìn thấy là nó khô rồi đấy, nhìn thấy là khô cơm rồi đấy, nó không phải là nó khô, nó giòn rồi đấy. Bò xào hấp dẫn quá. Rồi mình sẽ làm nước chấm nha, lấy tương ớt. Đây còn có bột củ, cái này là tỏi ngâm nha, cái này là tỏi ngâm quý vị ơi. Tỏi ớt ngâm này, ăn này thì rất là ngon. Bà xã Kiên làm cái phần thịt xào giòn. Cái phần giòn nữa, cái phần xào giòn mà thật rất là ngon. Không lặng, không lặng gà như thế. Rồi, kính mời cả nhà nhé. Ở đây có muối tiêu này, muối tiêu tắc cho này, gà này. Cơm đang vậy là giòn rồi em ơi, giòn ngon lắm. Cơm khô Kiên dễ ăn lắm, nhiều chói đấy. Kiên là ướp ướp thì cũng ngon. Bự nhất mà Kiên từng ăn cơm mà thêm mỡ. Đó, ngon. Đẹp thấy không? Thịt gà bự, chà bá lửa luôn. Đây là gọi bò xào lúc lắc. Đấy, bò xào lúc lắc nha. Dài ngon nhá. Rất là dài. Giòn quá. Dài giòn. Nhiều lắm.
cái đùi cắm này mới ngon này. Này là cái tương ớt với lại tỏi. Đi qua đây rất là nhiều lần rồi, thấy lúc nào cũng đông khách hết. Với lại là mấy cái thằng chạm ngoài là cây đá nha. Đi một lần bảy cái chạm, bảy tàu. Cho nên là phải ghé vào để chia sẻ cả nhà. Dài đây là dài nhá. Chiên lâu lâu chứ là nó dài giòn. Chiên ra rất là giòn. Nhưng mà cái tông thì cũng mềm quá. Nó dễ không giữ được đồ, không được thôi nha. Ngon. Một đĩa mình giòn mà không hết mà không chạy được nó sẽ bị cái đùi đó nhiều quá luôn á. Chắc ở đây mua về nhiều. Xin chào các chị nhé, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Giờ hai vợ chồng về ăn hết cái phần này rồi mới về nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà, bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Rồi, xin chào.